những giây phút thật thư giãn và thoải mái cùng với chúng tôi. Và quý vị cũng đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để có thể cập nhật được những thông tin mới nhất hàng ngày. Còn bây giờ thì mời quý vị hãy cùng đến với những tin tức nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Tiệc thôi nôi của con trai Lâm Khánh Chi cực hoành tráng, MC Cát Tường, Lê Giang cùng dàn sao Việt đến dự. Tiệc thôi nôi con trai Lâm Khánh Chi diễn ra hoành tráng tại một khách sạn lớn ở thành phố. Cuối tháng 1 2019, Lâm Khánh Chi khiến dư luận xôn xao khi công khai sẽ đón con trai được mang thai hộ từ Thái Lan về chăm sóc. Nữ ca sĩ không giấu được hạnh phúc khi cuối cùng đã thực hiện được ước mơ làm mẹ. Được biết, con trai Lâm Khánh Chi có tên là Huỳnh Kim Long, tên thân mật được gọi nhà là Kobe. Sau đó, cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc bên cậu quý tử của mình lên trang cá nhân. Hình ảnh kháu khỉnh đáng yêu của cậu bé luôn nhận được không ngớt lời khen từ cư dân mạng. Đến ngày 10 tháng 10, Kobe đã tròn 1 năm tuổi. Lâm Khánh Chi cùng ông xã Phi Hùng tổ chức một bữa tiệc cực hoành tráng không kém đám cưới. Nhiều nghệ sĩ trong showbiz như MC Cát Tường, Lê Giang, Minh Nhí cùng góp mặt để chúc mừng ca sĩ chuyển giới. Nhiều nghệ sĩ góp mặt trong tiệc thôi nôi con trai Lâm Khánh Chi. Cậu bé có tên là Huỳnh Kim Long, tên thân mật được gọi nhà là Kobe. Lâm Khánh Chi và ông xã hết mực yêu thương chiều chuộng con trai. Quế Ngọc Hải đưa Quang Hải lên mây tiết lộ bí quyết giúp bắt chết Hàng Công Malaysia. Chia sẻ sau trận đấu, đội trưởng Quế Ngọc Hải bày tỏ niềm vui khi đội tuyển Việt Nam đạt được kết quả mỹ mãn trước Malaysia. Đánh giá tổng quan về trận đấu trên sân Mỹ Đình, Quế Ngọc Hải cho rằng hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam đã chơi tốt, đồng thời nhận được sự bọc block tốt của hàng tiền vệ. Ở trận đấu ngày hôm nay, hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam đã phong tỏa hết những đường tấn công của Malay. Tuy nhiên, họ cũng có khả năng chuyên môn rất tốt, nhưng mọi người đã thấy hàng tiền vệ của tuyển Việt Nam đã làm rất tốt nhiệm vụ, đánh chặn và hỗ trợ phòng ngự rất nhiều. Đặc biệt, ngoài việc làm tốt nhiệm vụ hàng phòng ngự, Quế Ngọc Hải còn trực tiếp thực hiện đường kiến tạo để Quang Hải ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Nói về tình huống dàn xếp tấn công này, đội trưởng đội tuyển Việt Nam bày tỏ, thực sự thì tôi và Quang Hải không thi đấu cùng câu lạc bộ, nhưng trong những buổi tập và các trận đấu thì tôi với cậu ấy vẫn thường tạo ra những đường chuyền dài vượt tuyến như thế. Đó là phương án mà tôi và Quang Hải đã chuẩn bị cho những trận đấu trước đây. Hôm nay Quang Hải có 2 bàn thắng, nhưng một pha sút tung lưới đối thủ đã việt vị. Mọi người đều đã biết đẳng cấp của Quang Hải không chỉ được chứng minh ở khu vực Đông Nam Á, mà cậu ấy còn là một cầu thủ rất đặc biệt của bóng đá châu Á hiện tại. Cùng với đó, chia sẻ về tình hình của toàn đội cũng như việc phải di chuyển gấp sang Indonesia vào sáng sớm ngày hôm nay, Quế Ngọc Hải cho biết, ở trận đấu hôm nay, Tuấn Anh có một chút vấn đề về bắp đùi sau. Cậu ấy cần nghỉ ngơi để sẵn sàng cho trận đấu với Indonesia sắp tới. Còn về việc đội phải bay vào sáng sớm mai, tất nhiên có một chút ảnh hưởng tới sức khỏe của đội tuyển vì chúng tôi vừa thi đấu xong, rất may là đội tuyển đã giành chiến thắng. Điều đó đã mang tới tinh thần phấn khởi, có thể vui vẻ và không để chuyến bay mệt mỏi, ảnh hưởng tới tinh thần của toàn đội.